三粒三包的菜品皮碗包，来感谢啊，贵啊，这个饼干，我发现他帮我送的，谢谢皮碗包啊。Lần đầu tiên cái lắp cái này nên là nó cũng hơi khó tí các bạn. Thank you.
Các bạn ạ, rất là mất rất nhiều thời gian để ăn nguyên chú để cái này. Wow. Thì phải chúng ta tìm hiểu được cách để lắp cái này các bạn, nó cũng rất là khó các bạn, nhưng mà phải chạy cố gắng để hoàn thành. Rồi, Khải đã hoàn thành lắp cầu trượt đây các bạn. Đây là một chiếc cầu trượt được khán giả đã thu yêu gia đình, đã tặng gia đình 500 đô. Hôm nay Khải đã trích cho một ít để mua cầu trượt cho xem.
Sau khi Khải và bố của Khải đã hoàn thành lắp cầu trượt cho Samboy và Sơ đây các bạn. Thay mặt gia đình xin cảm ơn khán giả đã tặng gia đình nhà Khải món quà rất là ý nghĩa. Hôm nay Khải đã trích ra một khoản để mua cho Sam và Sơ cầu trượt đây các bạn. Samboy. Rồi. Thank you.